Má nó cho anh về kêu lại làm gì nữa ba? Cho anh là chuyện của tao. Mà nãy tao cho anh mày có mắc mát gì đâu mày sợ. Chế mày hù mày chế cho vui vậy thôi. Mày lèm bèm nãy giờ từ lúc nãy mà, là... nãy giờ mình rủ nó lại đây nãy giờ đi dài dài đường lèm bèm mình hoài luôn. Chế cái đó là bị sang chắn tâm lý đó. Có gì đâu sang chắn tâm lý. Tại mày bị dở thôi, gặp tao tao nhận ra hết. Mời đẹp. Mời đẹp. Con bị cụ bắp đúng không? Cụ bắp thì chịu. Wow. Xạo quá mọi người. Ok, hi, hello, xin chào tất cả mọi người đã đến kênh Nhã Vlog nha. Mình là Nhã. Xác định mình là Sang Đầu Băng nè mọi người. Đó. Thì nãy giờ á thì con mình Sang nó ở lại đây à, tại nhà nó gần đây mà. Nó về sát bên rồi, ở lại đây chơi xíu nó mới về. Danh với Toàn thì nãy mới giọt xe chạy ra về luôn rồi. Thì vô nói cái gì? Mày cho người ta hoài rồi kia, nãy clip trước mình có quay đó, giọt xe lên xe về luôn rồi. Còn Sang thì được gái là gọi là không có đi về, cũng chịu ở lại chơi. Cho nên là hôm nay mình mới hợp tác với nó. Nếu không là thằng khác ở lại thì mình đâu có cơ hội để hợp tác đâu mọi người, đúng không? Mày cũng hên cái là mày ở lại đây mày chơi, cho nên là được hợp tác với tao. Đó, hiểu không? Còn mà mày không hợp tác với tao thì mà cái màn cho nàng Sang sợ chắc nó cũng không sợ. Mày sợ không? Cái gì? Nãy tao nói sơ sơ màn cho đi mày nghe, mày sợ màn cho này không? Cũng hay hay mà không sợ đâu. Tại sao? Gì? Rồi, mày nghĩ tao rồi. Thì mình có đồ nghề đây mọi người. Mình sơ sơ mọi người biết gì ha, không đưa lên nha. Thì cái màn cho này mình cũng coi trên mạng không mọi người, mình thấy hay quá. Mà đúng lúc là trong tem mình cũng có mấy cái thằng mà nó cực kỳ sợ cái con này. Cho nên là hôm nay mình quyết định là mình làm cái kế hoạch này lên để mình cho nó. Mà bây giờ nè, hồi á là mày sẽ núp dưới nha. Mày núp dưới mày nhìn nha, ví dụ như mà có ai lạ lạ mà lại lấy cái bóp á là chạy ư lại ra la lên ông nội. Để ta lấy cái bóp ta đi luôn rồi mất tiền quá. Rồi bây giờ mọi người muốn biết cái màn cho như thế nào thì đón xem video nha. Bây giờ để mình điện từng thằng vô nha. Giờ mình sẽ điện thằng Toàn vô trước. Mình kêu nó chạy vô đây liền để mình quay clip ẩm thực cho anh em ăn uống rồi xin lỗi nó nha. Để coi nó có vô không nha mọi người. Nếu vô thì mình sẽ bập luôn luôn nha mọi người. Ok, let's go. Đừng đi. Núp sao cho đừng thấy nha. Hồi mày hồi nghe tiếng xe là mày nằm sát xuống luôn, đúng không? Ok, đây là sẽ là cái mồi nhử nha mọi người. Đây là mồi nhử. Mình sẽ để mồi nhử ở đây. Đó. Thì mình sẽ để mồi nhử ở đây nha mọi người. Để đây không được không ta? Để xe người ta vô người ta thấy gì sao? Ông không thấy gì sao cho nó. Để đây đi. Để đây mọi người. Đó, đây là cái đường vô nhà mình nha. Bây giờ mình sẽ lại đắng núp. Mình Sang nó sẽ núp dưới đây. Mình núp mình quay nha mọi người. Rồi mình vô đây mình núp đi. Đây mọi người, vô góc này mình núp nha mọi người. Rồi hồi đợi mấy anh điên nào mà chạy lại thì lụm nha mọi người. Ok. Cái chỗ này núp quay được không đó? À được. Ok. Ok. Có tiếng xe, có tiếng xe. Ủa, ai vậy? Ai vậy? Ủa anh Tư. Anh làm gì đây ạ? Thấy tiền của người ta đứng coi hỏi có ai lụm trả người ta. Hỏi ai gì chạy tiền người ta rớt đây. Để kệ người ta lại người ta lụm chạy. Phải của mình đâu mình lấy vậy. Đâu có, anh ấy để hỏi coi vòng vòng đi coi có ai mắc không trời. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Người ông nội đâu đây nữa trời. Người ta đang lập màn cho người ta cho thằng kia, ông đâu cũng lại đây hả? Ê, dây kìa Sang, hồng dây xuống. Có gì không? Trời ơi trời, sao đâu xu dữ vậy trời. Ta đang lập ra màn cho anh ta đợi hai kia lại, anh đâu anh chạy lại đây. Anh biết đâu, anh đi công chuyện mới về mà, đi về với chị nè. Không thấy gì em không? Hết hồn không? Hết hồn. Tiền thảy rơi vãi lum chân trời. Này của em, không phải của anh. Không có, anh tưởng đâu của người nhà người ta. À, nhà ta thì để, ta tự lại lum giúp hết vậy đó. Trời, hết hồn bây giờ.
Vậy là được đó mọi người, kiểm chứng được đó mọi người, vậy là im đó. Bây giờ mình sẽ dán lại cái màn này mà mình để hàng kia lại nha. Đấy, lỡ người ta, anh không sao, lỡ người khác vô tội nghiệp người ta hết hồn đó. Hết hồn không? Không hết hồn nghĩ sao? Có người khác lại là kêu sáng gá lụm tiền vô lại liền. Để mất tiền rồi tụi em hết hồn. Ok, giờ mình ngồi đợi tiếp nha mọi người. Rồi đi vô nhà đi. Có thằng kêu đắng nó thấy không? Không cần. Đi về đi, đi về đi. Hay không mà trời. Mình đâu có biết là tự nhiên tự lại là mình nghe tiếng xe đậu cái kịch cái mình bật máy quay ra mình quay. Mình bật cái máy quay ra mình quay mình thấy anh Tư mọi người. Lấy được cái này. Vậy á. Cái cọng dây này mọi người. Mình nãy mình có nhuộm cái màu cho nó gầy gầy với mặt đường rồi. Giờ mình chỉ để lòng thòng như là cọng dây ngoài đường thôi. Chứ chắc tụi nó cũng không để ý đâu. Nó thấy tiền sáng mắt. Rút ngắn vô luôn sang rút ngắn vô đi, hồi dục vô mình á, để lại lấy xe dục mình đó nha. Anh đang chạy mất tiêu vậy, bộ đứng đái đi chùa cũng đóng đía dữ vậy. Chạy mất tiêu mọi người, thì coi nó có lẽ lấy xe không nha. Chết mẹ, nó thấy sai rồi. Mày ham tiền hả? Ê. Mày bỏ xe luôn không? Mày nhớ mày bỏ xe luôn không? Cái gì? Nói chung đã hay gì? Chơi gì đã? Chưa đã, nhà mới chơi gì chưa đã. Có chơi nhiều nhiều chơi cái gì vậy trời? Lâu lâu mới về đây chơi chứ đã. Vô đây kêu làm gì vậy? Có quên gì không? Không. Có quên gì không? Lấy tiền lấy sang. Tiền lấy có ba. Biết lấy tiền này. Tinh thần của ta không? Thôi, mày đừng có bốc phét. Mày đừng có mồm điêu đi. Vậy biết tốt hơn không? Không. Ôi, anh giao bộ anh đứng đáy chứ. Anh đi chứ, anh giao bộ anh đứng đáy đi trời. Vậy cắt gì? Hả? Cắt gì? Quê lắm. Gì quê? Cái đó là bài học mày, mày lụm, mày thấy tiền phải la lên. Ờ cô chú ơi, có ai cất tiền không? Mày tao thấy tao dòm qua dùm lại không thấy ai không? Thì không thấy ai đúng rồi, tao đi tao gớt mà sao thấy ai? Thì tao định đem lên phường đó. Đem lên phường phải không ba? Tao coi, tao tính đạp đạp coi giấy chứng minh của ai đang đem lên phường đó. Xạo chó, xạo chó. Đi chơi hoài. Đi vô đi làm gì? Vô nè bị cho nè. Vô cho bị cho nè chứ làm gì? Nó biết nhà mẹ đi, chị vô mấy mốt đừng kêu vô nha, vô luôn đi nha, đừng kêu vô nha. Nói cái quần vậy. Nó nói cái gì mình không nghe luôn mọi người. Kêu vô. Ok bây giờ. Ê bây giờ ở đây chơi tao không hay là mày về? Còn ai nữa đâu mà chơi tao? Còn danh. Tao đang điện gọi, đang chỉ vô. Nó cũng nhăn nhó giống chó như mày vậy đó. Lâu lâu đừng chơi với tao, đừng chơi tao mấy gái này thiệt. Sao không? Không. Giả đâu sợ. Ờ. Tao không té đá quần nè. Đâu xui xui tự chơi tụi bay cái tao vô à. Gì vậy? Tao tính chơi tụi bay cái anh Tư ở đâu anh chạy về á.
Rồi tại chỗ anh xui anh ơi. Không biết ai xui à. Rồi chỗ anh xui anh ơi. Làm rồi đi đánh cắt xe mày. Nó tính lấy tiền hay gì? Ừ. Ai đâu lấy. Thằng này kỳ khôi trời. Đây đem nè, như tao này thấy không? Tao coi ai ở nhà đây có ai mà ấy không? Tao coi hỏi người ta, mày lên phường làm gì? Lên phường đang coi giấy minh ai thì kêu nó đem mày nhận. Mày bởi vậy mày. Bởi vậy phải học theo anh Tư, anh Tư là ơ có ai không? Là chụp luôn á. Chứ anh Tư không ra bộ đáy như mày đâu, đứng đáy. Dạ. Thôi giờ mình núp nữa nha mọi người. Mình núp nữa mình đợi mọi người. Anh lên đây chi? Lên đây nói danh biết hay gì? Thôi đi về luôn đi. Ê mày để con dây đàng hoàng lại có sáng. Không được. Rồi. Ok giờ mình vô mình núp nha mọi người. Mình nghe tiếng xe đó. Mình nghe tiếng xe không biết phải hay không nè. Đúng rồi đúng rồi. Thôi để em tới. Xíu qua. Một xưa nay thế gian quanh mình vẫn luôn luôn làm những pha hợp hồn, xung quanh dâu đối tốt với mình sẽ bỏ xe chạy. Bỏ xe chạy luôn rồi. Mất tiêu luôn rồi mọi người. Miệng ghen hả, miệng ghen. Không, nghe cái đầu chụp tiền này không, trả bóp. Thằng kỳ, chơi. Tại sao? Chơi. Đồ tiền bạc của ai rớt ngoài đường sao lụm là sao? Lụm hỏi ai coi trong bóp có tên này trả người ta. Không ba à, lấy tiền. Lấy tiền làm gì? Tôi mày đừng có bốc quát. Mày đừng có mồm điêu đi. Rồi làm gì? Này đúng lẽ luôn nha. Anh nghe điện thoại nha, anh nghe điện thoại vậy là ngoái lại nhìn nó thấy. Cái về về xe là nó chụp liền mày. Ừ. Nó nhìn mặt nó vậy mà đếm dở tiền lắm. Điếm đầu. Nè điếm quá mỏ mụn nghe mỏ luôn nè. Cần bị cần điếm, cần điếm giống như thằng nào không biết nữa. Đứng đái. Biết sao không mọi người? Ừ, biết sao không? Cái này dạng như kiểu như là con rắn này, cái con dây nó màu trắng dễ thấy quá. Con dây mà kiểu mà bằng dây găng ha, không thấy một cái đi còn té đái nữa. Nói tiện mày rồi. Cái đợt sau bằng xe nó quăng ra, con dây nó dằn hẳn ra luôn rồi, thấy con dây rồi. Dở. Tào tệ. Trả tiền cho ta đi. Vô đây kêu vô làm gì? Vô đây làm gì? Bị hỏi của tao. Ủa. Kêu đây làm gì? Kêu đây cho bị chôn nữa. Đậu. Mẹ bóp cũng 3.000 thôi, cũng mình đặt bỏ bóp nữa. Kìa. Cũng 3.000. 4.000 mày mà nó bậy mày. Rồi. Bóp 4.000 nha. Được rồi cho anh hai sĩ anh đổ xăng đi. Mẹ nãy gì tưởng ấy vô mẹ tao nữa. Ngon chết rồi, công một bẹt nữa đâu. Rồi mới nãy chơi hoài luôn, mới chơi được chơi hoài luôn. Trời ơi, hai đứa nói vậy anh à. Anh dốc anh bữa nay anh đầu đàn không? Anh dốc cái láo gì? Sổ xạo. Có hồi nãy em tính chơi anh với thằng Toàn, cái tự nhiên cha này đâu ra đi đâu về hết. Lấy tiền lụm chứ. Tao tính kêu hỏi con vàng dữ lắm rồi. Có hỏi con vàng vàng nữa. Coi bây giờ em lụm làm chứ. Vô lộn xe rồi. Vô trọng ghé lấy xe vô. Trở về đi mày chiếc cái gì? Trở về ba mình quê mà. Ok thì nói chung là màn trâu này cũng thành công nha mọi người. Có sao không? Tới cấp sau thằng nó giục con rắn ra, cọng dây màu trắng nha mọi người, giục ra cái nguyên cọng dây nó hẳn ra vậy nè. Rồi thấy luôn. Thôi mà giục vô mình chạy còn dữ nữa. Mày nhớ mày đi, bữa nay mày hơi bị lố rồi đó. Đúng không? Sáng giờ của mày hơi bị lố rồi. Sáng giờ kỹ mặt nha. Nhớ nha. Rồi em nhớ mặt mày. Ngu à. Mày lố, hơi lố rồi đó mẹ. Tao nói là tao chơi á sao.
hơi láo mọi người. Không có, mình phải khiêu khích này vậy đó, cho nó con nó chơi lại được mình cái gì. Nhưng mọi người, mình cũng đang hóng coi nó chơi được mình cái gì. Wow. Mình khôn, cái đầu mình suy nghĩ là chín chắn. Những chuyện mà nó cho nó suy nghĩ cái mình biết dễ gì mình vô mình cho nó đâu mọi người, đúng không? Đúng đây. Ừ. Cảm ơn mọi người đã xem hết video nha. Nếu thấy hay thì bấm like đi, kia kênh ủng hộ anh em mình nha mọi người. Có ý tưởng gì hay thì nhắn tin cho mình nha. Đừng nhắn cho nó nói chứ mình cũng sợ bị cho lắm nha mọi người. Còn giờ chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye. Bye bye nha mọi người.